những công dụng của dầu nhớt động cơ. Nếu xem động cơ đốt trong là một cơ thể thì dầu bôi trơn động cơ được ví là máu của cơ thể đó. Đầu tiên là tác dụng bôi trơn. Động cơ ô tô được cấu thành từ hàng trăm các chi tiết kim loại như piston, xi lanh, tay gen, trục khuỷu, trục cam, xúc bắp và rất nhiều các chi tiết khác. Khi động cơ hoạt động, sự ma sát giữa các chi tiết này là rất lớn. Hệ thống bôi trơn sẽ phun dầu nhớt vào mọi ngóc ngách bên trong động cơ để tạo thành một lớp đệm trơn trên bề mặt tiếp xúc giữa các chi tiết, làm giảm lực ma sát và tăng hiệu suất vận hành cho động cơ. Việc hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa các chi tiết giúp giảm thiểu sự mài mòn giữa các bề mặt tiếp xúc, có tác dụng bảo vệ và tăng tuổi thọ cho động cơ. Tác dụng làm mát. Khi động cơ hoạt động, lượng nhiệt khổng lồ tỏa ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu sẽ làm giãn nở các chi tiết kim loại, đặc biệt là piston, xi lanh và đầu quy lát là nơi mà quá trình cháy diễn ra. Khi đó, hiện tượng bó kẹt piston và xi lanh bị nứt, piston bị bể sẽ phá hủy động cơ. Dầu từ hệ thống bôi trơn có nhiệt độ thấp được đưa đến tiếp xúc và giải nhiệt cho các bề mặt có nhiệt độ cao hơn. Điều này được luân chuyển để giải nhiệt cho động cơ. Tác dụng làm kính. Khi động cơ vận hành, dầu nhớt như một lớp đệm mềm không định hình bao kín các khe hở giữa piston và xi lanh để áp suất trong quá trình đốt cháy nhiên liệu không bị thất thoát. Các chi tiết bên trong động cơ làm việc lâu ngày sẽ bị mài mòn theo thời gian, tạo ra các khe hở. Dầu bôi trơn sẽ lấp đầy khe hở đó, giúp cho việc truyền công suất tối ưu và giảm va đập. Tác dụng làm sạch. Quá trình đốt cháy nhiên liệu sản sinh ra bụi than và các sản vật cháy. Những chất bẩn này theo khe hở của xét măng xuống phía dưới hộp trục khuỷu. Bên cạnh đó, còn có các phải kim loại bị tróc ra khỏi bề mặt làm việc. Những thành phần này được dầu bôi trơn cuốn trôi và giữ lại trong các bộ lọc. Giúp chống oxy hóa. Bề mặt của các chi tiết kim loại trong động cơ luôn được bao bọc bằng một màng dầu mỏng, có tác dụng hạn chế tiếp xúc với không khí, kết hợp với các chất phụ gia chống oxy hóa bên trong dầu, bảo vệ các chi tiết khỏi hiện tượng oxy hóa dẫn đến hen gỉ. Công dụng truyền lực. Đặc tính đặc biệt này của dầu nhớt được các kỹ sư áp dụng vào một số cơ cấu trên động cơ như hệ thống trục cam biến thiên ở một số xe. Dầu được bơm vào, kích hoạt cơ cấu điều khiển làm mở các vố cam đặc biệt, hay áp lực dầu sẽ tác động thay đổi vị trí bộ điều khiển phân phối khí theo từng điều kiện vận hành của xe. Nếu thấy video bổ ích, hãy like, share, follow để cùng mình tìm hiểu những điều thú vị về xe nhé.